Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình và mình là Minh Anh. Hôm nay lại tiếp tục với tựa game OMG 3Q. Hôm nay vào cái con ác của mình để nâng nâng thần binh đỏ lên level 8. Với lại BK mấy trận cho anh em xem. Lại bắt đạt mấy anh thế giới thôi, với lại vào soi đồ soi ác mấy cái bác lực chiến top này này cho nó phê anh em ạ. Bây giờ mình không được như người ta thì mình chỉ có ngắm người ta thôi chứ biết sao giờ anh em. Thì xem nào, bây giờ level 7 6 cái 6848 à, chưa có mảnh nào luôn, 480 mảnh, 480 mảnh. Bốn trăm tám mươi sáu tám bốn tám mà. Ok, nâng lên level 8 đi xem. Mỗi một event, mỗi một đợt lễ là mình tích tích vào mình nâng lên một chút cho nó nhanh lên level 10 chứ biết sao. Lên luôn. Lên thì nó tăng được một chút chỉ số thôi. Hiệu quả sát thương khi kích hoạt quỷ mưu tăng 20%. Tăng 105.000. Tám 87.000 nữa, thế vào tầm 200.000 lực chiến. Lần nữa cũng 6 cây nữa cơ. 6 cây bây giờ mình mới có 100. Mới còn hơn 300 mảnh nữa, thiếu 300 mảnh nữa. Như hôm bữa tưởng là đổi sang được cửu phượng luôn cơ, nhưng mà mình không có cửu phượng, chưa có con cửu phượng, cho nên là phải từ từ thôi. 295 triệu mãi trở lên 300, chắc mày kiếm mới lên nhiều thế giới, là bắt nạt mấy cái bác ở thế giới này cho xem. BK vào trận em kiếm ở đây rồi, 284 triệu này, để thế này đi hay thế này. Ok, múc đi. Sẽ bám kim lượng 4 nó nhảy phê lắm anh em ạ. Mình có kháng cái mê hoặc cái gì đấy, không thôi nổ cái gì luôn, không nổ thiên phú, cũng không có kích cái binh phù luôn, kỳ lạ. Nhưng mà nó choáng được 3 đứa, 100% khóa mồm luôn. Ô bên kia nó kháng rồi, bên kia nó có kháng khóa kháng phong ấn của tạ từ, hơi ổn anh em thông cảm nha. Nói chung là chơi con thao thiết thì cũng được anh em ạ, nó khóa trị liệu với lại giảm nộ, thế nhưng mà mình khóa cửu phượng hơn, nó tê liệt hàng trước. Nhiều khi đến tơn hay là kích hoạt thiên phú ác ghê nhỉ, bị cao tơ mất cái mê hoặc cái sao đó, rồi dính mê hoặc con tạ từ luôn. Hiệu ứng của cái trời thời trang mới cũng chưa có xem được luôn. Hôm qua mở cái thời trang mới đẹp lắm nhưng mà chưa có xem hiệu ứng luôn. Nó chết ra rồi. Rồi bên kia nó nộ. Rồi xong. Đánh xong này nó lại hồi nộ, nó lại nộ tiếp. Cái gì vậy? Đừng mở chết tươi nha. Chết tươi chết ngay cho dãy anh đạch nha. Bị cấm nộ hay sao trời? Bị phong ấn trên đầu sao? Đấy, cửu phượng nó tê liệt có đánh được đâu. Khám lọ lắm. Hơi lỗi anh em, chắc trận này thua rồi. Nó cứ rút vào mồm bên kia để thắng sao được. Có nam hoa chết tiệt.
Bây giờ chỉ cần con của mình nó nộ, con lỡ bố của mình nó nộ nó phát là ok luôn. Đấy, tê liệt liên tọa kìa. Thôi xong. Khoan đã nha, mình đánh lại nha. Đánh lại xem nó được cái tích sự gì không. Trận trước lỗi quá, trận trước cái con lỗ bố của mình nhảy nó đâu có nổ binh phù, đâu có nổi rồng trước gì đâu. Rồi xong. Nữa. Rồi khóa main luôn. Mình choáng nhiều á. Điều thuyền. Xong luôn. Cái con mã tắc của bên đội bạn á, nó xài cái cẩm nang gì mà đánh thường cái giảm 15 điểm nộ. Lữ bố nãy không có nộ được luôn. Rồi dính tê liệt nữa. Tê liệt hoài luôn. Ấy chẳng đẹp. Đẹp 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 đẹp. Tí nữa thử sang đổi sang nữ em có ok không? Đổi sang nhân vật nữ chắc là ok hơn. Cái 2D của nó, 2D của nó đẹp mà. Thiên phú nhảy cho phát xem nào, thế xem nào. Nhảy cho phát xem cho nó đỡ quê này. Rồi xong. Bên kia nó cũng nhảy. Nó giết được người là nó nhảy. Thiên phú kích hoạt nữa nó cũng nhảy. Đấy, biết ngay mà. Khắm lọ lắm, nó nhảy như điên ấy. Nhảy như gió luôn ấy. Giảm nộ con mã tắc đi cho nhanh. À con Trần Đăng cho nhanh. Lại tê liệt nữa, lại đứng im nữa. Ở cái con tả tử nó không tê, nó lại tê vào con lữ bố. À, có biết chọn người tê gớm mà. Ở cái tầm lực chiến cao cao tí thắng thua do thần thú anh em ạ, thần thú nó khống chế nhiều lắm. Thế là bên kia lại đầy máu. Cày thế nhở. Rồi nó lại giảm nộ. Rồi xong. Hết tê thì lại lên thế này. Đánh đấm gì? Cắn cho cái xem nào. Nhảy tầm này thì được cái gì? Hả, nhảy tầm này được cái gì? Nộ không có. Mày chết. Nhảy phát nữa. Mày chết. Animation cũng đẹp lắm anh em ạ. Vô lý. Nhưng mà con cửu phượng nó đánh khó chịu thật anh em ạ. Thì nó tê liệt hoài luôn không làm gì được. Cho nên là một là mình phải tẩy kháng nó, hai là mình phải chuyển qua chơi nó. Rồi khóa trị liệu luôn. Rồi tê liệt nữa. Nhìn như nó bắn 10 cái, cả 10 lần tê liệt sao mà có 60%. 60% thì có nghĩa là mình có 40% xác suất mình không có bị dính. Mà vẫn dính hoài luôn. Không được cái tích sự gì luôn. Trận này chắc là win rồi anh em ạ. Lỗ bố nó nhảy mà. Hàng VIP của mình mà. Đùa chứ cũng cùi bắp lắm anh em. Ngày xưa nạp tiền vào chẳng biết làm quái gì. Mà hết cả KNV. Giờ cùi rách luôn. Lẹt đẹt mãi được. Ây dạ bùi ba cơ. Bùi ba nhưng mà lực chiến thấp quá nhảy cái chết. Đang kiếm đội hình ngô chơi nè. Đội hình này không ăn thua. Nhảy cái chết à. Giờ đa phần toàn quần này. Gặp 10 ông thì 9 ông quần. Còn ông nữa thì lạc lối sang ngô. Ám kim chu du giờ nó cũng trâu. Nhưng đa phần bây giờ người ta cái tầm cao cao là người ta sẽ chơi thục hoặc là chơi ngụy. Ít khi người ta chơi quần với lại chơi ngô tại vì nó hay bị counter.
Trương Lưu bây giờ mới ra cũng khỏe nữa, ám kim Triệu Vân bây giờ cũng ok nữa anh em ạ. Nó giết được người, nó đánh mê hoặc ngoài à. Đây, gặp ngay cái ông Chu Du. Chu Du thì thường nó sẽ để cho Lục Tốn mồi đốt, sau đó nó đứng ở hàng 2 đúng không? Nó đứng ở hàng 2 đúng không? Vậy thì mình sẽ xếp như thế này. Đó. Để múc Chu Du bạn xem chút. Á đầu, chơi về chơi hàng 1 luôn. Khóa vào mồm nó luôn. Mình để đối đầu với lại con Văn Ương, nói chung là của mình cũng có kháng khóa nộ mà, nhưng mà Văn Ương nó khó chịu phết đấy. Rồi nhảy phát nữa chết cả hai em kia luôn. Chết đi chứ. Binh phù, binh phù nổ, không có nổ. Binh phù thì hồn kỹ không có nổ luôn. Hôm nay đánh kiểu gì hết trời. Trận trước ấy còn chẳng nổ lần nào. Rồng không có thèm thổi. Rồi xong. Nói chung là Ngô với lại nếu mà mạnh hẳn thì chơi thục hoặc là chơi ngụy, quần thì nói chung là quần nó cũng khỏe, tại vì Lữ Bố nó đã mang danh chiến thần từ trước đến giờ rồi anh em ạ. Lữ Bố võ lực nó cao là nó nhảy nát tem luôn. Thế nhưng mà thường thường bây giờ thục nó có cái ám kim Triệu Vân nó ra, nó dồn đam kinh khủng lắm, giờ chơi toàn đam luôn. Còn quần thiên về khống chế nhiều, quần thiên về phong phong ấn với lại giảm nộ, tả từ mới lại nam hoa nó đi với nhau, độc nó ấy cho nó rút nộ cho không nộ được luôn. Chu Du mới lại đúng rồi, Chu Du này nó hay bị counter anh em ạ, tại vì Chu Du thì nó chỉ kháng khóa kỹ năng thôi, còn tự thân của nó thì nó không có kháng phong ấn với lại kháng khóa nộ các thứ. Nhưng nó được cái là nó có giảm thương với lại lên ám nó có cấm hồi nộ với lại khóa trị liệu. Đây mình thử đánh với bạn này bùi bốn xem, bùi bốn này cũng khó chịu đấy anh em ạ, không đùa được, bùi bốn này cũng trâu á, đừng có đùa. Rồi khóa vào con main, khóa không khóa nổi luôn, 100% rồi mà không khóa nổi luôn, chắc bên kia nó có kháng. Trời ơi, trong luôn, dính ấy luôn. Cũng dính. Nhìn cái hiệu ứng của nó đẹp phết anh em ạ, hiệu ứng trang phục mới, trang phục vừa mới lễ hôm qua hôm kia Vinagame nó tặng. Chọn trang phục cam, mình chọn ngay cái trang phục tên là gì ta, quên bố mất rồi. Nói chung là trong bộ hôm nay đợt này nó tặng cái trang phục đấy đẹp nhất, thế là mình chọn luôn, phê lắm anh em ạ. Rồi Nam Hoa chưa gì đã gần ngủ mùa. Cái gì mà tem nó hồi gần gần đầy nộ mà tem mình vẫn chưa có nộ là cái gì trời. Rồi xong nó được nộ trước, chết Nam Hoa rồi. Đã nhảy tiếp. À đủ, cái gì vậy? Lại còn có cái cấu panda nó nảy lên nó giảm thương. Ủa sao tên mình xong sao 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 lựu bố của mình ngu vậy ta? Không nhảy. Thường bảo vệ counter thua nha. Khám lọ lắm á. Hơn kém nhau 5-60 triệu lực chiến mà thua cũng toang á. Rồi xong. Nhảy. Hai chết Nam Hoa rồi, nhảy phát nữa hai chết luôn Trần Đăng, cay nhờ, mình dính cái hiệu ứng kia không có hồi được máu, cay nhờ cha mày luôn đi.
Thắng thua do thần thú. Rồi nó lại nhảy này. Cái thiên phú của con lựu cố lên ám kim nó khắm lọ lắm anh em ạ. Nhảy chết luôn. Xong. Đây là nhảy thiên phú ám kim á. Nhảy hai mục tiêu. Ok, win. Bùi 4 thế thì nó cũng bùi 4 mà lực chiến 240 triệu là cũng khủng khiếp đấy anh em ạ. Vào ngắm đồ mấy cái bác tốp này cho sướng. Bác đế quân này thì mình có thông tin là bị kiểu như là chán độc cô cầu bại chán không chơi game, đang nghỉ game từ Tết cơ, bây giờ có người khác chơi rồi. Thế là mình thấy đồ đạc của thì lực chiến các thứ nó cũng không có lên nhanh như trước nữa. Đồ đạc thì chẳng khác gì luôn. Chẳng khác gì trước. Nhưng mà nói chung là cũng là một huyền thoại giống với bác nhạc phi ngày xưa anh em ạ. Bác Ngô Tinh gần lên, bác Ngô Tinh còn kém 40 triệu nó là lên. Nó xe soi đồ mấy cái bác này phê lắm. Phê dã man luôn. Bác Ngô Tinh này được gần full 2 set. 2 set trang bị ám kim rồi này. Trước mình idol bác nhạc phi lắm. Vào hay xem đồ. Bác ấy chơi ở S6. Thôi video mình có kết thúc ở đây. Anh em đi qua thấy hay thì cho mình một like, một lượt đăng ký ủng hộ mình nha. Bye bye anh em. Bye bye.